Chào các bạn. Thì trong cái video trước hoặc là trên cái blog của mình thì trong cái bài viết trước thì mình có chia sẻ về cái coin NBX là từ cái trình duyệt Netbox. Thì cứ mỗi một cái link giới thiệu bạn sẽ nhận được 20 cái NBX cái coin này. Thì cái trình duyệt này thì đơn giản thôi, chỉ là tải trình duyệt về rồi bắt đầu mình đăng ký rồi mình xài sử dụng hàng ngày thôi đó. Thì nếu mà mình xài nhiều thì sẽ nhận được nhiều token thôi. Ví dụ như ở đây mình xài được một thời gian thì ở đây nè, nó được 0,12 rồi nè, tức là hàng ngày nó sẽ gửi một cái lượng token về cho mình, tại nó có thống kê đây hết. À, nhưng ngày 24 mình không sử dụng thì nó không có thống kê, ngày 25 mình sử dụng nhiều hay ít ha, tùy theo như cái thời gian mình sử dụng nhiều hay ít mà cái tiền nó sẽ hiển thị ra đó. Thì hôm trong cái video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một cái coin nữa là cái BRE, tức là Preserve. Thì mình có thể kết hợp khi sử dụng cái preset này và cái Nextbox browser này. Thì thật sự mà nói thì cái preset này thì mình có thể cài cái extension vào trong cái trình duyệt khác luôn. Tức là mình có thể cài trên Brave, trên Chrome, tức là những cái hệ thống của Chromium á, hoặc là Firefox nhưng cũng nó cũng có hỗ trợ. Đó, thì mình cài vô đó thì khi mình chọn cái công cụ tìm kiếm mặc định nó là cái preset á, thì nó sẽ tính cái token cho các bạn. Thì mình theo đọc theo cái hướng dẫn support hỗ trợ thì nó báo là cứ mỗi một lần mình một từ khóa thì sẽ được 0,25 preset. Nhưng mà tối đa thì mình sẽ nhận được 8 preset trong 24 tiếng mà thôi. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình kiểm tra, mình test á, mình coi lại thì khi mà một mình search á thì mỗi một cái research của mình bây giờ ở Việt Nam hay sao nó chỉ nhận được 0,12 thôi. Đó. Đó là ngày hôm qua là 25 nè, mình đã search hết bao nhiêu đây từ khóa rồi. Từ khóa ngày 26 thì mình mới search 22 từ khóa, mà mỗi một từ khóa thì nó sẽ trả cho mình là 0,12. Đó. Tức là tối đa mình sẽ nhận hình được có 0,12 nhân cho 8 thôi. Đó. Để lấy cái tính ra thì giải tính ha. Là 0,12. Đó. Và mỗi một lần mình sạch như vậy thì sẽ được là bao nhiêu đây? Nhưng mà theo như cái bài viết mình đọc á, thì nó báo là được được tối đa là 8. Tám research, nhưng mà thật sự cái này là nó bị giảm hết phân nửa rồi, thì cái này khoảng dùng 3 hoặc 4 thôi. Đó. Thì mỗi một lần sạch như vậy thì tối đa khi mà mình sạch như vậy thì hình như được 32 từ khóa thôi. Đó thì nó ra được khoảng 3,84 research đó, tính tới khoảng 3,33 cái PRE là trong vòng 24 tiếng. Nhưng mà khi mà bạn giới thiệu cho người khác á, thì bạn cũng được hưởng cái lợi tức từ cái research này nữa. Mà ở đây nó có cái reward referral rồi. Đó, thì nó tính đây, đây là có một bạn đăng ký referral của mình nè. Được 25 cái credit ha. Tức là bạn này phải hoạt động ra. Đó. Thì hiện tại thì trong video này thì mình sẽ giới thiệu thêm cái tool để mà tự động claim cái research này đủ. Thì hiện tại theo như trong cái này thì nó đang báo mình được 5,64 research nha. Đó thì mình giới thiệu và mình chạy thử cái tool mình mới vừa làm cho các bạn xem. Đây là cái tool research. Đó. Thì cái feature này thì mình lấy cái cookie của cái trang mà mình đăng nhập
vào là cái research.org đó. À, research.org là cái trang này nè, để lấy được cái đây nè, lấy được cookie của cái trang này. Đây là cookie. Cái cách lấy cookie thì mình đã chỉ nhiều rồi, thì bạn có thể sử dụng cái cookie này nè, cái tính năng cookie này nè, xuất cookie ra. Xuất cookie ra thì cái cookie nó sẽ có dạng là như vậy. Đó, là cái này là cái cookie của cái trình duyệt đó đó. Đó. Mình dán cookie vào đây. Còn phía dưới này là những cái từ khóa mình sẽ random. Mình sẽ lấy random từ khóa. Những cái từ khóa này thì các bạn có thể tự nhập vô hoặc là tìm kiếm trên mạng, hoặc là lấy từ các cái hệ thống phân tích từ khóa gì đó. Các bạn lấy. Ở đây thì mình sẽ có hỗ trợ cái trình duyệt Chrome, Brave rồi này. Nói chung là hiện tại bây giờ mình chủ yếu chạy trên Chrome đó thôi. Còn cái Netbox thì mình cũng có cho chạy thử, nhưng mà hiện tại thì chưa xử lý được cái chỗ mà đăng nhập trên cái Netbox nữa. Nói chung là nó hơi phức tạp chút xíu. Bây giờ mình chạy thử cái này nha. À, cái này thì mình chạy thì mình sẽ không hiện cái trình duyệt ra, và mình để cho nó sạch luôn. Và nó sạch từ khóa Bitcoin New nè. Ở đây thì nó sẽ báo ra được là hiện tại của mình là được là 5.64 phải không? Đó. Thì khi mà chạy nó sạch sau một từ thì nó sẽ cập nhật lại. Đó. Nó nói chung là khi mà chạy thì nó sẽ ngừng lại đó. Nó lên được 5.76 reset. Ha. Thì nó sẽ sạch ngẫu nhiên random các cái từ khóa trên này. Từ khóa trên này thì nói chung là khi mà nó chạy quá 32 lần, tức là khi mà cái reset này nó không 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 thay đổi nữa đó, thì nó sẽ ngưng, nó sẽ stop stop cái sạc lại. Thì thật sự mà nói thì cái reset này thì nó cũng có cái cơ chế là để mình hạn chế trong cái vấn đề mà block block các cái tool chạy mà dạng ăn gian bot á. À, thật sự mình cũng có xử lý cái chỗ mà khi mình search thì mình cũng có leak vào trong các cái website đầy đủ, chứ không phải là làm giống như thật vậy đó, và có ngừng nghỉ nó ngẫu nhiên đó. Và cái tất các cái từ khóa này thì mình nên cho nó nhiều nhiều vào đây chút xíu để cho nó chạy được cái ngẫu nhiên, được cái các cái từ khóa này nó chuẩn đó. Thì ở à đây nó lên được 25 nha, nó sạch một phát là 0.25, hình như là nó tùy theo từ khóa, tùy theo cái IP nữa sao đó. Nhưng mà cái thằng reset này thì nó chạy như vậy thì nó sẽ lấy cái location của bạn đó, tức là những cái thông tin mà của cái reset này nó lấy á, là nó lấy cái location rồi IP để phân tích đó. Nó được hình như là không 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 phải 25 rồi nhỉ. À, đúng như cái phần này ha, nếu mà 0.25 reset nó chạy thì để coi nó chạy lên được khoảng 8 thôi, thì lúc nãy của mình là 5 5.4 mấy ha. Cái này mình F5 này thì lên 6 rồi. Đây, mình để im cho nó chạy thời gian mà nó hết 32 lần sạch. Tại vì mình để mặc định nó 32 lần sạch thì xem nó như thế nào. Ở đây thì các bạn cũng có thể đọc các cái quy định của nó nè. Tìm hiểu về cái này. Này là lock in, lock out à, 608 này. Cái này nó có cái tài khoản tiết kiệm nữa. Đó là mình sẽ group hoặc là mình sẽ stack in nữa. Ở trong này nó có cái stack in nữa. Đầu tư đó. Ha. Thì tối này thì mình sẽ không có chia sẻ rộng rãi miễn phí, mà mình sẽ share cho các bạn nào mà đăng ký qua cái link rep của mình. Link rep của mình thì trên cái blog của mình đã có. Thì bạn nào đăng ký qua cái link rep này thì inbox Facebook cho mình,
mình sẽ share cho các bạn cái tool này để mà các bạn chạy hàng ngày. Các bạn lưu ý cập nhật lại cái cookie này theo hàng ngày nhé. Thì thông thường cookie thì nó chỉ tồn tại trong trong khoảng 24 tiếng thôi. Đó. Là nó đã hết hạn thì nó không có đăng nhập được nữa đó. Thì các bạn nó bị a cookie thì các bạn nên login lại. Ở đây. Cái tool này tool Thêm Bất. Thêm Bất thì mình nói chung là hàng ngày mình sẽ chạy cái tool Thêm Bất này chút xíu là mình lấp được hết mười mấy cái quảng cáo. Xong mình chạy cái tool Ola City. Rồi chạy cái tool Netbox này nói chung là nó cũng được một mớ. Hình như cái này cái này là của Ola này. Như nó hết sạch rồi. La City thì chạy cỡ khoảng 5 6 quảng cáo gì đó thì nó sẽ ngừng, nó sẽ đóng lại. Đó, thì nói chung ở đây mình sẽ hình như lúc nãy là mình 5 chấm để coi mình nhớ rồi. Sáu chấm tám bốn trừ 5.42 46 giờ 46 rồi phải. Đó, thì nãy giờ chạy được một chấm mấy rồi, hơn một reset rồi. Để xem hình như nó có lỗi gì đó chưa, như nó đang dừng ngẫu nhiên. Đó, nói chung về cơ bản thì cái tool này nó giúp mình tìm kiếm chạy cái tính năng cái tool này, thay vì mình ngồi mình gõ gõ các cái từ khóa thì tool này nó hỗ trợ mình chạy mình gõ. Hình như là bị xong đơ xong rồi các bạn có thể stop nó lại à, stop nó để mà chạy cái khác ra, để mình stop nó. Rồi ở đây là đã quá xem hết quảng cáo bên Ola City luôn rồi, tắt luôn. Ok, tắt cái Ola City. Mình chạy lại cái reset thử coi. À, để mình hiện dừng ngẫu nhiên hay coi dừng bao lâu, dừng mấy giây mình à nó lên rồi đó, 6.8 mấy giờ nó lên 6 chấm mấy đó, là có thể là nếu mà nó gặp lỗi thì mình cho nó xử lý, mình reset nó lại. Nói chung tool này mình mới vừa có xong à, thì nếu mà có nhiều máy, có nhiều IP, có nhiều location, mình nghĩ có thể mình claim được cái coin này để mình chạy số lượng lớn, rồi mình thấy rất là kiếm kiếm được từ cái coin này. Thì hiện tại cái giá của cái reset thì mình tìm thấy cái B R E coin. Mình lên trên MarketCap hoặc là cái đây vốn hóa thị trường
hiện tại nó là 0,09. Thấy chưa? Nếu mà mình nhân nhân cho cái, tại vì cái này nó min rút của nó là 1.000, các bạn lưu ý chỗ này nha, min rút là 1.000 đó. Thì nếu mà nó chạy vài nơi mà nó đủ 1.000, ở đây nó báo nè, là có liệt kê cái từ khóa nè. Thực sự ở đây là nó lưu lại nha, nó lưu lại cái thông tin nè. Nếu mà trong vòng 1 phút mà mình sạch nhiều quá thì nó cũng lưu lại nè, khả năng là sau này là khi mà nó kiểm tra nó dò thì sẽ chắc cái này, chứ trong vòng 1 phút mình sạch nhiều quá. Bởi vậy có thể mình sẽ gia tăng lên, cứ mỗi một từ khóa sạch như vậy thì mình sẽ cách ra 1 phút nha. Cách ra 1 phút rồi mình làm, chứ mình làm liên tục thì nó ghi nhận vô đây thì nó sẽ báo là mình làm gì, mình tìm hoài. Ok, hình như ở đây nó có reward token này nè, mình tính được cái phần trăm đó. Thì sẵn đây thì mình sẽ báo luôn nha, bạn bạn nào mà sử dụng cái tung của qua rep của mình á thì 7.80, ví dụ mà mình nhân lên nha. Mình kiếm được 7.80 nhân với cái số giá nó là 0.09622 đó, thì mình sẽ được 0,7 đô rồi, 0,75 đô đó. Tức là một ngày mình, nếu mà mình chạy được ổn đều thì mình có thể kiếm được khoảng 0,5 đô đó, 0,5 đô thôi. Nhưng mà nếu mà mình có nhiều tài khoản hoặc là có nhiều rep đó, giống như ở đây mình để là nếu mình nhiều rep thì mình kiếm được 40 người, 40 người thì mình sẽ đủ được cái lượng rep là 1.000 rồi ở đó. Thì như vậy thì cái bạn sẽ có thể kiếm được có khoảng 96 đô à, nhìn như đây là khoảng 96 đô là được 1.000 đó. Đó, nếu mà kiếm được 1.000 coin thì nó ra là 96 đô rồi đó. Đó là vậy, các bạn có thể kiếm được 100 đô và có thể trong một tháng có khả năng là có thể kiếm được. Các bạn vừa có thể tìm kiếm mà có thể dùng cái số tiền này để đầu tư hoặc là mua lại cái quảng cáo trên cái research này. Tại vì trên kênh trên khi mà các bạn search á thì trên này nó có quảng cáo. Hiện tại thì cái phần mà thêm quảng cáo á, của cái chỗ này nè là nó miễn phí, tới cái chỗ này nè. Đâu rồi? Nhìn nó có để cái chỗ mà ad quảng cáo á, tức là mình thêm quảng cáo vô thì từ đây, hình như từ đây cho đến tháng 6 á, tháng 6 á, là 30 tháng 6 á, thì cái phần quảng cáo trên này là nó được miễn phí. Mình có thể add cái preset của mình, mua cái phí để mà mình đưa cái đường link hoặc được khóa của mình nằm trên đây, là mình có thể quảng cáo được cái website hoặc cái địa chỉ của mình á. Mình nhớ mình đọc ở đâu đây, mua keyword nè, đây nè, đây nè, mua keyword nè, nên là mua rồi. Mua thì mình transfer. Đây là top S, nó là tìm cái từ khóa mà đang chạy quảng cáo rồi. Nói chung là các bạn có muốn đưa từ cái địa chỉ link web hoặc là cái link rep của mình á, làm nằm trên cái khung research đó thì cứ thử 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 làm ở đây nha. Đó thì trong này thì mình sẽ giới thiệu cái hai cái này thôi. Link tool thì mình sẽ không để trên trong bài viết này.
Bạn nào mà có rep của mình á, muốn sử dụng thì inbox cho mình nha. Đây, chào các bạn, video mình kết thúc ở đây nha.